Alo, anh phi công. Hôm nay anh phi công lái máy bay ngang núi Thiên Long Sơn, thấy cái dấu thiên tâm mà hiện lên đó là ông này nè. Thấy thấy nhỏ con nó lợi hại lắm á, phi công á. Ông là người đầu tiên phát hiện ra cái dấu thiên tâm mà nó ẩn hình ở trong cái không gian á, là ông đó đó. Cho nên có mà lúc đó thì cũng ngạc nhiên đó, mình cũng không có nghĩ làm sao cái dấu này mà nó nằm ở trong cái không gian. Nhưng sau này á, ở trên mới dạy Kiệt mới biết, cả cái ngón tay Kiệt nè, Kiệt vẽ cái chữ thiên tâm của ai trên trán á, là cái dấu đó nó cũng nằm ở trên trán nữa. Kiệt vẽ cái chữ gì trong không gian á, nó cũng trong không gian, chứ không phải là cầm cái viết chữ giấy là mình thấy đâu, nó có thiệt á. Đeo cái này không bằng đi đeo ngay chán, chán tắm nó cũng dính luôn á. Đi đâu bằng đêm mấy thằng mà thấy cái đó sáng lên là chạy mất tiêu. Rồi. Ồ, cái này da hột xoàn thị đó em. Dạ, này đại gia giàu nghe, Việt Nam quá mà. Cái này đẹp chứ sợ. Cái này nên gái nên đeo cái này nè, vừa đi ban đêm nó cũng lấp lánh nữa. Lấp lánh, lấp lánh. Nó đẹp không? Cô nè. Hột xoàn không à. Mỗi lần cuối tuần ra em cho điển mấy bà con tối về mãi ngồi thiền cả mấy tiếng lại, nó hết pin á, phải chạc pin lại. Ủa giờ không hết rồi hả? Bớt rồi hả? Bớt à, bữa hôm khánh giùm mất điện của tôi, bữa nay có đãi tôi ăn gì không? Mỗi lần chồng bệnh cái chạy lên núi khóc rồi hụ hụ hôm đứng ngay cổng cái giường anh thấy thật sự kia không có giúp được. Dạ, nhưng mà Kiệt xin mấy vị được bữa nay ông ngồi đây cái là bữa chắc gì được gặp anh em mình. Dạ. Em qua đây chuyến thứ mấy rồi? Dạ chắc cũng 5-6 lần rồi đó anh Kiệt. Trời ơi, đi dạ. Qua Việt Nam qua Mỹ như đi chơi vậy đó. Dạ, 5-6 lần. Mình ước về quê hương mà không được về. Dạ. Nhưng mà lần này cái tâm nguyện đi qua đi lại đâu. Dạ, lần này tâm nguyện của em qua là muốn rất muốn gặp anh Kiệt với lại ghé thăm Thiên Long Sơn. Nhưng mà hôm nay Thiên Long Sơn đóng cửa rồi cho nên em không, em muốn đi á. Dạ. Có người trên núi chở em đi mới được, em qua lái xe em là dạ đi. Dạ có người nhà em chở anh Kiệt. Nhưng mà em, dạ, muốn em cũng đâu? Rất muốn, dạ rất là muốn luôn anh Kiệt. Rất là muốn ghé để thắp hương cho Phật mẫu. Nó cho lên vài ba người rồi đi xuống. Dạ. Như dạng như vô anh kia tưới nước thôi. Còn lên như kiểu bữa hổm nó không có cho lên. Ờ chú chị. Tôi ở chưa chưa đi mấy người để chiếc xe ven á, nặng chiếc xe ven á lên ngồi chiếc rồi đi lên thôi. Dạ. Chứ mình không có được lên tự do, tự mỗi người mở cái thằng đầu đường, cảnh sát đầu đường. Dạ. 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 Mà nó mà bắt gặp đó là cái núi mình vĩnh viễn đóng cửa luôn á, bác muốn cái nào? Ông muốn phải nhịn nó một chút xíu rồi người ta, ông Trump ông còn nhịn được mấy năm, bữa nay ông lấy thế lại. Thì ma quỷ nó đang còn lúc giờ chót nó giống như hồi quan phản chiếu nó còn mạnh. Thì nhịn nó một chút xíu, mình tạm thời mình lưu vong đi, đi lang thang. Rồi mai mốt mình có cái núi mở cửa vĩnh viễn luôn. Còn bây giờ mà nó thấy mình trên đó là mệt luôn á. Ừ. Ở Mỹ là lực pháp và lực pháp, nhưng mà mình phải tôn trọng. Trước lúc mình đang thương lượng với nó, mình phải tôn trọng luật sư của mình chứ. Luật sư mình nó mới binh vực mình được, nó kêu mình làm sao mình phải làm đúng không.